Tập cuối cùng của vòng chinh phục Ráp Việt mùa 2 khép lại, đồng nghĩa với việc những trận đối đầu đầy khốc liệt sẽ được diễn ra. Ngay ở cuối tập 6, những hình ảnh đầu tiên của vòng đối đầu đã được hé lộ. Có thể thấy, sau khi các thí sinh về từng team huấn luyện viên đã được túc tát nhan sắc và thay đổi ngoại hình vô cùng ấn tượng. Chỉ với khoảng vài phút, nhưng khán giả cũng có thể cảm nhận từng phần trình diễn sẽ đầy máu lửa và khó khăn cho các vị huấn luyện viên như thế nào. Rapper Show 7 sẽ là một trong những nhân tố được khán giả chờ đợi nhất. Lee Win, Seo-jin thay đổi ngoại hình ngoạn mục và chắc chắn là những người khiến các thí sinh khác phải dè chừng. Mang âm nhạc lôi cuốn trong vòng đối đầu. Đặc biệt ở những giây cuối trailer, Jeot Tae-ti đã chia sẻ về một thí sinh sẽ đối đầu với Koji và bày tỏ sự lo lắng trước khi phần thi diễn ra. Tuy nhiên, chính người trong cuộc là Koji cũng phải thừa nhận rằng anh vừa đấu với một con vái vật. Những khoảnh khắc này hứa hẹn sẽ gây tò mò cho khán giả trong vòng đối đầu. Đội hình của 4 vị huấn luyện viên sau khi vòng chinh phục Rap Việt mùa 2 kết thúc. Team của huấn luyện viên Wowy chiêu mộ được tất cả 10 thí sinh. Team của huấn luyện viên Rai Matis thì chiêu mộ được 9 nhân tài. Team Karis chiêu mộ được 9 nhân tố. Cuối cùng là team Binzy với 10 thí sinh.